Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nền tư pháp hoang dại ở Việt Nam còn tồn tại đến bao giờ. Dùng chữ hoang dại để nói về nền tư pháp Việt Nam, nhà báo Lê Phú Khải, người đã nhiều lần từ chối vào Đảng Cộng sản, có bài bình luận về án oan sai ở Việt Nam dưới chế độ độc tài cộng sản như sau. Ở những nền tư pháp tử tế, khi một nghi phạm bị bắt thì người bị bắt nói với nghi phạm rằng ông bà được phép mời luật sư, đó là những lời cảnh sát có thể nói với người bị bắt. Và từ đó trở đi, mỗi lần công an hỏi cung thì nghi phạm luật có luật sư ngồi bên cạnh. Đây là hình ảnh cán bộ điều tra ở Việt Nam lấy cung bị can, ít khi có mặt luật sư, mặc dù luật tố tụng có quy định này từ năm 2015. Luật sư có quyền không cho người hỏi cung hỏi câu này hoặc câu khác vì câu hỏi đó không đúng luật. Vì luật sư là người nắm luật pháp hơn cả, mỗi biên bản hỏi cung như thế thì phải có chữ ký chứng thực của luật sư thì lúc ra tòa lời khai mới có giá trị. Ở Việt Nam thì các vụ án luật sư không được phép tiếp cận hồ sơ từ đầu, chứ đừng nói gì đến ngồi cạnh nghi phạm khi bị hỏi cung. Ở vụ án của Hồ Duy Hải, luật sư không được gặp ông Hải bao giờ cả. Bị đánh đến thừa sống thiếu chết thì nghi phạm thả nhận là mình giết người để không bị tra tấn đau đớn. Những lời khai trong bóng tối như thế ở một nền tư pháp dân chủ đều không hề có giá trị. Vì thế mới có nguyên tắc tối thượng là trọng chứng không trọng cung. Tất cả các nguyên tắc đó của nền tư pháp văn minh của nhân loại với chế độ độc tài, độc đảng và đảng lãnh đạo toàn diện, triệt để để mọi lĩnh vực đời sống xã hội thì các nguyên tắc đó đều bị đem vứt vào sọt rác. Đảng, pháp ngồi trên luật pháp. Không ai nhìn thấy Hồ Duy Hải lúc xảy ra án mạng cả. Cũng không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải ở hiện trường. Tang vật để giết người của Hồ Duy Hải là cái thớt và con dao lại được cán bộ điều tra mua từ ngoài chợ đem về để làm bằng chứng. Thế mà tòa vẫn xử Hồ Duy Hải bị tử hình. Đây là điều khủng khiếp ở Việt Nam. Còn có gì trắng trợn, coi thường đạo lý và điều cáng dã man hơn? Ông chánh bán Nguyễn Hòa Bình ở Việt Nam nhưng đã làm được điều đó. Đây là hình ảnh chánh án Nguyễn Hòa Bình bên trái trong vụ án xét xử giám đốc thẩm Hồ Duy Hải. Lúc ông từ miền quê nghèo Quảng Ngãi ra Kinh Kỳ, ông có hình dung ra mình sẽ quyền thế và giàu có như thế nào hay không? Nhờ đến tư pháp mà đại biểu Quốc hội Ngô Bá Thành năm xưa tổng kết trong một câu bất hủ rằng chúng ta có cả một rừng luật, nhưng khi xử thì xử theo luật rừng. Oan khiên chồng chất oan khiên lên đầu 100 triệu người dân Việt Nam từ cái nền tư pháp bất lương đó. Và đã có biết bao nhiêu vụ án oan trong quá khứ vì nạn nhân bị ép cung và bị đánh đập, tra tấn dã man nên đã buộc phải nhận tội, mặc dù họ không hề gây ra. Người viết bài này xin thống kê về một số vụ điển hình như sau. Có lẽ vụ điển hình nhất là vụ án mang tên vụ gián điệp H-122 vào năm 1948. Trong vụ này, hàng trăm cán bộ vô tội trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã bị giam cầm do họ bị ép cung đánh đập mà phải tự nhận tội. Sự việc tóm tắt như sau. Một tin đồn do Pháp tung ra đã lan truyền trong khu Việt Bắc là có một gián điệp mang bí số H-122 đã được Pháp cài vào hàng ngũ ta và H-122 đã cung cấp nhiều tin tức quân sự quan trọng cho Pháp. Một anh giám mã, tức là chỉ là người giữ ngựa, cho một cơ quan đã bị nghi ngờ là H-122. Lý do nghi ngờ rất đơn giản. Anh đã chạy ra sân lấy vào một chiếc khăn trắng trong lúc có tiếng máy bay Pháp trên trời. Người ta nghi anh làm ám hiệu bằng chiếc khăn trắng cho máy bay Pháp đến. Thế là anh giám mã đã bị bắt, bị bức cung. Anh ta đã nhận mình là H-122 rồi khai ra những người khác. Cứ thế người bị bắt mới lại khai tiếp, con số bị bắt đến hàng trăm, kể cả cán bộ cao cấp và cả một bà bán xôi. Trưởng ban kiểm tra Trung ương Đảng Trần Đăng Ninh lúc đó đã phải vào cuộc. Ông Trần Đăng Ninh đã đến tận hiện trường xem xét rất kỹ, ông thấy có rất nhiều điều vô lý. Pháp không thể cài người vào ta mà phải chọn một anh chăn ngựa không biết chữ như vậy. Cái sân bé tí trước nhà anh chăn ngựa, giữa rừng rúi âm u thì không máy bay nào trên trời có thể nhìn thấy một cái khăn màu trắng. Cứ thế, trưởng ban kiểm tra Trung ương Đảng xem xét, điều tra cụ thể, quyết liệt và đã ra lệnh thả mấy trăm phạm nhân đang bị giam cầm. Đây là hình ảnh ông điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái, người mà ông Lê Đình Công đã khai rằng đã dùng rủi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Nhưng tòa án Hà Nội vẫn lờ đi và tuyên án tử hình ông Công.
người ta đã gọi ông Trần Đăng Ninh là bao công Việt Nam từ vụ án khi đó. Sau hòa bình lập lại năm 1954, ông Trần Đăng Ninh đã đi máy bay và cố nhìn xuống dưới để xem có thể thấy một cái khăn trắng nào không. Và sau đó ông đã an tâm là mình đã xử đúng. Vụ thứ hai cũng rất điển hình, phức tạp, quyết liệt và đầy kịch tính, đã xảy ra vào các năm 1963 đến năm 1964, là vụ án ở nhà máy cơ khí Gia Lâm, Hà Nội. Giám đốc Võ Văn Khang bỗng dưng bị chết, 8 cán bộ đảng và công đoàn nhà máy bị bắt vì giám đốc công an Hà Nội lúc đó là ông Long cho đây là một vụ giết người. Bị bức cung khốc liệt, cả 8 người đều nhận tội, thế là án đã nhanh chóng được phá. Thành tích được nhanh chóng báo lên cấp trên để được khen thưởng. Nhưng đại úy Tích ở công an Hưng Yên khi khám nghiệm tử thi nạn nhân được vớt lên ở cửa sông Hồng đã quả quyết và báo lên ngay trong đêm với cục trưởng cục cảnh sát Lê Hữu Quà là nạn nhân đã tự sát. Đại úy Tích đã làm báo cáo tường trình cụ thể và ông cùng đồng nghiệp cùng cục trưởng Quà đã cương quyết chống lại kết luận giám định rằng giám đốc cơ khí Gia Lâm Khang đã bị giết. Đây là hình ảnh hỗn loạn đã xảy ra hôm 25 tháng 4 năm 2017 khi ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án Tòa Nhân dân cấp cao của Hà Nội, đọc bản xin lỗi tử tù Hàn Đức Long, người đã bị 4 năm phiên tòa xét xử án tử hình. Được Thứ trưởng Lê Quốc Thân ủng hộ, Giám đốc Công an Long cũng cương quyết đấu lại. 4 năm trời tranh cãi, hồ sơ biên bản vụ án đã lên cả tạ giấy, bất phân thắng bại, nên cuối cùng đã phải mời một đoàn chuyên gia của Bộ Công an Cộng hòa Dân chủ Đức khi đó sang giúp. Người Đức đi sang với một chuyên gia chuyên cơ bao gồm 10 chuyên gia trong các lĩnh vực hình sự. Trong đó có một chuyên gia được mệnh danh là chuyên gia thắt cổ. Ông này có một bộ sách dày có hình vẽ và ghi chép tỉ mỉ các vụ án thắt cổ có từ thời Hy Lạp La Mã cổ đại cho đến ngày nay. Với chuyên gia này, chỉ cần nhìn hiện trường là có người thắt cổ là ông có thể kết luận đến 50% là nạn nhân bị thắt cổ hay tự thắt cổ. Những chuyên gia Đức khẳng định rằng hung thủ luôn để lại dấu vết ở hiện trường và đã có dấu vết thì nhất định tìm ra hung thủ. Và quả thật, chỉ sau một thời gian ngắn, vụ án đã được làm sáng tỏ với những luận cứ khoa học không thể chối cãi, không thể tranh luận nữa. 8 cán bộ nhận tội khi đó bị bắt đã được tha bổng. Theo lời cục trưởng Qua, vụ án này đã được đưa vào giáo trình của ngành tư pháp nhiều nước. Trước khi về, người Đức cũng chỉ khuyên chúng ta không nên đổi tên đường, tên làng, tên xóm, vì như thế sau này rất khó phá án. Vụ án thứ ba là vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn. Nguyễn Thanh Chấn đã bị nhục hình, bức cung phải nhận tội giết người và đã ngồi tù 10 năm. Bỗng kẻ giết người Lulu ra đầu thú nên ông Chấn được tha. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Chấn trở về sau 10 năm tù oan. Vụ thứ tư là vụ ông Đặng Kim Bền, một nông dân đã gần 70 tuổi ở An Giang, bị tòa án tỉnh Tiền Giang kết án tử hình sau khi giảm xuống chung thân. Ông Bền mang một bó cây bù đà để ở nóc xe khách. Khi bị công an hỏi là cây này là của ai, ông đã nhận và bị kết án tử hình vì sự ngu dốt của Chánh án tỉnh Tiền Giang xem cây bù đà có chất gây nghiện là cây thuốc phiện. Khi đó, tôi là phóng viên thường trú ở đồng bằng sông Cửu Long, được bà vợ của ông Bền đi thăm nuôi chồng kể lại nghe hết sự tình về tội của chồng bà. Tôi đã làm tường trình đến Chủ tịch nước Lê Đức Anh khi đó và bằng một đường dây riêng, bức thư đã đến tay Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ông Bền đã được thả bổng. Vợ ông Bền lên đón chồng về quê sau khi được ân xá, bà đã đền ơn nhà báo một ký đường thốt nốt là đặc sản của quê bà. Cái biên lai gửi thư của bưu điện lên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đề ngày 25 tháng 9 năm 1995 vẫn còn giữ đến bây giờ làm kỷ niệm. Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến những dòng mở đầu trịnh trọng của bản tuyên ngôn nhân quyền quyền con người của cách mạng Pháp năm 1789 rằng các đại biểu của nhân dân Pháp họp thành quốc hội cho rằng việc không biết tới, sự lãng quên hay sự coi thường các quyền của con người là những nguyên nhân đã gây ra đau khổ chung cho nhân dân và sự hư hỏng của những kẻ cầm quyền. Vì thế đã quyết định trình bày các quyền tự nhiên thiêng liêng và không thể tước bỏ được của con người. Và chừng nào còn chế độ độc đảng, độc tài, không có tòa án độc lập thì những đau khổ chung của gần 100 triệu người dân Việt Nam vẫn còn mãi mãi mịt mù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2021 với bản tin nền tư pháp hoang dại ở Việt Nam còn tồn tại đến bao giờ.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.